Sở Tường Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác một tác phẩm siêu đẹp các bác nha. Tác phẩm này có kích thước cao 43, ngang 66, sâu 42. Đục ra tác phẩm rồi nặng 14,7 kg các bác nha. Tác phẩm này có giá bán bên em là 4.800.000 các bác nhé. Sẽ quay cận cảnh cho các bác ngắm kỹ tác phẩm này hơn ạ. Đục rất kỹ và sắc nét từ những chi tiết rất là nhỏ các bác nha. Gồm có một chú dê cha, một chú dê mẹ và một chú dê con đang đứng ở dưới một gốc cây tùng các bác nhé. Dê là một con vật gần gũi trong văn hóa Á Đông và trong văn hóa phương Tây, vì con dê xuất hiện là cung chiêm tinh thứ 10 trong hoàng đạo dưới cái tên Ma Kết hay còn gọi là Nam Dương. Khi mà dê để ở trong gia đình nhà mình có ý nghĩa đem lại sự kiên nhẫn, ý chí mạnh mẽ, đó cũng là một trong những đức tính tốt của con người. Vì bản chất như vậy nên trong nội thất phong thủy, tượng dê làm tăng sự kiên nhẫn, luôn có sự suy nghĩ thấu đáo trong công việc, không có phương án nào là cuối cùng, không dễ dàng nổi giận trong bất cứ trường hợp nào xảy ra các bác nha. Ý nghĩa phong thủy của nó rất tốt các bác nha. Lại còn đứng ở dưới gốc cây tùng. Cây tùng thì thường thường có ý nghĩa đem lại sức khỏe trường thọ các bác nha. Một tác phẩm gỗ hương siêu đẹp các bác nhé. Hàng liền khối 100% ạ. Có giá bán là 4.800.000, cao 43, ngang 66, sâu 42. Bác nào ưng tác phẩm này có thể qua trực tiếp cửa hàng ở 137 Vinh Hưng Hoàng Mai Hà Nội để tham quan gian hàng đồ gỗ bên em các bác nha. Hoặc các bác có thể nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bác rất nhiều.